Trong quyển sấm truyền, Đức Phật Thầy hé lộ thiên cơ, cúi hạ nguyện Phật Thầy giáng thế với hành trạng mượn xác người thiện nữ báo động cho chúng sanh biết thế chiến ba tận thế hội long hoa. Biến dời cuộc thế thình linh, thiện tồn ác thất thiên đình số phận. Dần xây thế giới phàm trần, sự mình không biết mưu thâm ở người, hư nên nhờ phận Phật trời, non băng đất lở giữa dời linh đinh. Phải làm như bổn nhật trình, trẻ già xin nhớ giữ gìn mà coi. Niên như điện, nguyệt như thôi, dần xây thế giới luân hồi chẳng chơi. Có người thiên nữ truyền lời, nhất vân thiên lộ mái trời thinh thinh. Nhị vân thanh ứng quang minh, tam vân chiều hội gia đình phân dân. Sự cố Phật Thầy giáng thế mượn xác nữ thật là bất ngờ, thật là thần linh đối với phần đông tín đồ. Những câu sấm cốt loại báo Đức Phật Thầy mượn xác nữ như sau: Niên như điện, nguyệt như thôi, dần xây thế giới luân hồi chẳng chơi. Có người thiên nữ truyền lời, nhất vân thiên lộ mái trời thinh thinh. Câu sấm có người thiện nữ truyền lời, nhất vân thiên lộ mái trời thinh thinh, ám chỉ Đức Phật Thầy mượn xác nữ thuyết pháp lộ thiên cơ tận thế hội long hoa. Và còn một đặc điểm nữa là sấm truyền Phật Thầy hé lộ hành trạng người thiện nữ học hành chưa thông, nghĩa là dốt chữ viết không rành văn tự. Ngài giảng đạo bằng cách thuyết pháp ứng khẩu. Ai muốn theo Ngài học đạo phải lắng tai nghe cho kỹ. May mà ngày nay người đạo dùng thiết bị ghi âm đăng tiếng nói của Ngài lên trang mạng, quảng bá rộng rãi cho bá tánh nghe. Đoạn văn sấm truyền Đức Phật Thầy tiên tri người thiện nữ dốt chữ thuyết pháp như sau: Non đoài dư gia tính thành, Thầy cho cư sĩ học hành chưa thông. Anh em ai có phục tùng, theo tôi học đạo phải dùng tai nghe. Câu sấm non đoài giữ giả tinh thần, Thầy cho cư sĩ học hành chưa thông. Anh em ai có phục tùng, theo tôi học đạo phải dùng tai nghe. Những câu này cho biết Phật Thầy giáng thế mượn xác nữ cư sĩ, nghĩa là Ngài ở trong gia đình chứ không ở trong chùa. Câu sấm viết Thầy cho cư sĩ học hành chưa thông, nghĩa là người thiện nữ cư sĩ
dốt viết không rành văn tự, ứng khẩu thuyết pháp. Ai muốn theo ngài học đạo phải lắng tai nghe cho kỹ, câu sấm viết, anh em ai có phục tùng, theo tôi học đạo phải dùng tai nghe. Non đoài dư gia tinh thần, thầy cho cư sĩ học hành chưa thông. Anh em ai có phục tùng, theo tôi học đạo phải dùng tai nghe. Và sấm truyền Phật thầy hé lộ pháp môn mà người thiện nữ truyền cho chúng sanh tu hành thời cuối hạ nguyên là pháp môn tịnh độ, niệm lục tự di đà, thêm nữa là đức từ bi bố thí. Đoạn sấm truyền Phật thầy viết như sau: đến nay về hạ thần long, tỷ như thuyền nhỏ bị phong giang hồ, Di Đà lục tự nam mô, giảng sanh tịnh độ ra vô thanh nhàn, thoát nơi khổ hải mới sang, lành dòng trần tục khỏi đàn tử sanh. Phận tôi cư sĩ tinh thành, thầy truyền dạy chúng làm lành tu thân, hạ quân cuộc thế cũng gần, tĩnh tâm tự giác ân cần cho mau. Chuyện tu chẳng khó ở đâu, lấy cầu bố thí làm đầu rất nên. Thiên thần biên chép đôi bên, thiện tăng ác giảm hư nên lời truyền. Phước huệ song tu. Tu phước là từ bi bố thí, tránh mang thêm tội nghiệp. Tu huệ là nhất tâm cầu giải thoát, niệm lục tự di đà, khai thông trí năng sáng tỏ để thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị nghe những dòng thơ kỳ văn cư sĩ cảm tác về hành trạng Đức Phật Thầy tái thế do Ngọc Sương diễn ngâm. Từ hải ngoại trò nghèo kính gửi, thăm Đức Thầy diệu dời quê nhà, cắt cơ mượn xác hằng Nga, thầy thử bổn đạo vậy mà ngẩn ngơ. Ai chấp tướng chắc thời khổ dữ, thấy tướng thầy sát nữ mà khinh. Sau này biết được giật mình, ăn năn lỡ muộn chấp hình cũng nguy. Phật thần thông quyền di ai biết, Phật mượn thân khắc nghiệp phàm phu, hạ phàm cho chúng thấy tu, ngờ đâu chúng chấp tướng tù nữ nam. Thầy mượn tướng phàm gia tam, tướng ngục tù ngục khám như ai. Nếu thầy mượn tướng nam tài, chắc gì ma quỷ để thầy được yên.
thầy phải mượn khùng điên sát nợ. Thần xin ăn dốt chữ bằng hàng, giả dạy nỗi bướng nỗi càng, giả mê giả tỉnh xóm làng rêu rao. Người đại trí thuộc nào không khiếu, không chấp danh chấp hiệu nghèo hèn, không chấp nam nữ chê khen, không chấp thân giả khùng điên của thầy. Miễn biết được thân này thầy mượn, xuân thế trần liệu lượng dạy trò, nhâm dần hổ dạo gai go, thầy về mượn xác đưa đò hạ quân. Mượn xác thiện nữ nhân quê dốt, mượn xác trần đặng cốt giải khuyên, ai người hữu phước hữu duyên, biết được khùng khiếu từ miền tiên bang. Từ hải ngoại đôi hàng nhắn gửi, thăm đức thầy dịu dời nhớ mong, nhớ lời thầy dặn đạo đồng, đừng nên chảnh mạng lập công chớ chày. Cộng hoa hội từ đây mở cửa, cảnh trần gian khói lửa đã kề, đông âu khói lửa thảm thế, ai về dự hội ai về Diêm Vương. Thầy nhắc nhở vì thương sinh chúng, nhưng phần nhiều tội túng mê cuồng, ai người chung thủy tu luôn thì là mới thấy được tuồng long hoa. Ai khờ dại thiết tha vật giả, Diêm Vương chôn nhốt sẽ. Ai khờ dại thiết tha vật giả, sẽ rớt rời xa ngã ngục tù, Diêm Vương chôn nhốt muôn thu, hoàng hồn xa đọa âm u diêm đường. Từ hải ngoại xa phương kính cận, trò thăm thầy tu ẩn rừng hoang, long hoa trời Phật mở màn, chúc thầy sơn bửu khải đàn độ dân. Bằng thuyết người về dự long hoa, sĩ hiền dốt chữ.